Xin chào các bạn, đã khá là lâu rồi thì chúng ta mới quay trở lại với cái mục tư vấn điện thoại. Hôm nay thì mình sẽ tư vấn thẳng ở trên website của Mobile City luôn. Ở đây thì mình đã vào website của Mobile City rồi và mình muốn cập nhật xem là giá của iPhone bây giờ là như nào. Rất là nhiều bạn đã hỏi trên hỏi điếc luôn, hỏi bọn mình là không biết là giá của iPhone bây giờ như nào. Thực ra là bọn mình chẳng bao giờ cập nhật giá mấy đâu và giá nó biến đổi liên tục luôn. Nhưng mà thực sự là hôm nay khi mà vào website của Mobile City, xong rồi vào cái phần điện thoại, xong rồi chọn iPhone này thì thấy giá nó rất là hấp dẫn luôn, rất nhiều sản phẩm đang có giá tốt. Đầu tiên phải kể đến đó là iPhone 5S cũ rồi đã. Đây, ở ngay đầu tiên là đã có iPhone 5S cũ rồi. Đây là cái hàng quốc tế, sẽ có giá là 2.850.000 đồng. Đây, các bạn kích vào iPhone 5S cũ thì các bạn hãy chọn cho mình các màu sắc liên quan đó. Ví dụ như là màu đen sẽ có giá là 2.850.000 này, màu trắng là 3.050.000 và màu vàng là 3.250.000 đó. Chúng ta sẽ được bảo hành là 6 tháng. Đây, đối với iPhone 5S thì chúng ta sẽ được bảo hành 6 tháng này. Rồi là nếu mà bạn nào mua thêm bảo hành vàng ấy, thì các bạn sẽ được bảo hành cả rơi vỡ cho lần đầu nữa. Ở đây thì mình sẽ xem là trong hộp thì sẽ có máy này, cáp sạc chính hãng Zeleco, sách hướng dẫn, que chập SIM, bảo hành 6 tháng giao hành tận nơi đó, rồi tặng tán cường lực các thứ, tặng voucher như nào, vân vân và vân vân. Tiếp theo nữa ấy, thì các bạn có thể không thích dùng cái bộ cáp sạc Zeleco đó, các bạn trả lại. Sau đó Mobile City sẽ giảm tiền đi cho các bạn. Và mình khuyên là các bạn hãy nên mua cái bộ cáp sạc iPhone 7 chính hãng như này, bóc hộp như này này. Cả cáp cả sạc mới chỉ có 290.000 thì không tội gì mà không mua cả, đúng nào. Đây các bạn thấy nhá, để ngay ở phần đầu luôn. Và Mobile City đã có bài mở hộp cái bộ cáp sạc này rồi. Và đảm bảo cho các bạn rằng là cái bộ cáp sạc này là bộ cáp sạc zin 100%. Nếu các bạn phát hiện là fake, đền lại gấp 10 lần tiền cho các bạn đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có iPhone 6 lock full box với giá là 3.7 triệu. Rất là hấp dẫn, mình nhớ là cái lần mà nó giảm giá thấp nhất thì nó rơi vào khoảng 3.3 triệu, nó hơn, nghĩa là hơn 3 triệu đấy. Cái lần mà nó cao giá nhất trong khoảng 1-2 tháng trở lại đây thì nó lên gần 4 triệu rồi. Bây giờ thì nó đã giảm giá xuống còn có khoảng 3.7 triệu thôi. Đây là iPhone 6 lock, để xem iPhone 6 lock được bảo hành tối đa là bao nhiêu đây. Đây, đối với cả iPhone 6 với cả iPhone 6 lock trở lên ý, thì các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng luôn. Đó, bảo hành 12 tháng luôn. Nếu mua thêm bảo hành vàng nữa thì các bạn cũng được bảo hành thêm cả rơi vỡ lần đầu luôn. Và có thêm một cái thông tin nữa, đó là nếu mà các bạn đi mua hàng tại Mobile City, các bạn bảo hành quá 3 lần, nghĩa là đến lần thứ 4, thì các bạn sẽ được đổi lại nguyên một cái máy như thế. Đó, ví dụ như bạn mua iPhone 6 lock thì bạn bảo hành đến lần thứ 4 phát đổi lại luôn cho bạn một cái máy iPhone 6 lock khác, không có cần lăn tăn gì cả. Bởi vì chúng ta đang có một cộng đồng rất lớn, cộng đồng hỏi đi đáp luôn ở trên mạng, đang có khoảng 80.000 thành viên, trên 80.000 thành viên để bảo vệ các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ có iPhone 6 cũ đây. iPhone 6 cũ với mức giá là 4.8 triệu này, cũng như vậy, cũng full box luôn, tặng kèm luôn. Và mình khuyên là cũng nên muốn nâng cấp lên những bộ phụ kiện cáp sạc zin thì các bạn để lại cái bộ phụ kiện Zeleco, cái phụ kiện của bên thứ ba đó, thì thay vì cái việc đó thì các bạn hãy mua cái bộ phụ kiện iPhone 7 chính hãng bóc hộp này. Đó, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có iPhone 6S lock với giá là 5.2 triệu, iPhone 6 Plus lock với giá là 5.4 triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ có iPhone 6S Plus lock với giá là 6.6 triệu. Đây, nó lại giảm tiếp 100.000 rồi. iPhone 6S cũ thì là 6.7 triệu, iPhone 6 Plus cũ thì là 6.9 triệu. Đó, ở đây thì có những cái sản phẩm mà mình nghĩ là giá ra rất tốt. Ví dụ như là chiếc iPhone 6 Plus mới 100% chưa tip. Đây chính là hàng pre-owned ấy, mà lần trước mình bảo các bạn ấy. Thì các bạn sẽ chọn vào đây để có thể chọn màu sắc này, đó, để xem giá là bao nhiêu. Đấy, tiếp theo nữa là các bạn hãy chọn bộ nhớ trong ở đây. Nhưng mà cái này, bộ nhớ trong cái hàng pre-owned nó chỉ bán là 16GB tại Mobile City thôi. Không biết là nơi khác họ có bán những cái hàng 32GB hay là 64GB hay không. Đó, tiếp theo nữa là một cái sản phẩm nữa giá cũng rất là tốt này. Đấy chính là iPhone 7 lock. Mình nhớ là iPhone 7 lock cái lần gần nhất mình làm là giá nó trên 9 triệu, giờ khoảng 9.3 triệu, 9.4 triệu. Bây giờ là giảm giá luôn 1 triệu rồi, còn có 8.3 triệu thôi. Rất là tuyệt vời, đúng nào. Đây, iPhone 7 lock đây. Bản thấp nhất là bản 32GB, màu hồng là giá là 8.3 triệu này, màu đen là 8.5 triệu này. Đấy, có cả màu đen bóng luôn, màu đen là màu đen nhám. Đây là tùy theo phiên bản bộ nhớ. Đấy, phiên bản 128GB hình như đắt hơn 2 triệu thì phải. Đúng rồi, đắt hơn 2 triệu phiên bản 128GB. Đây là iPhone 7 lock. Đó, các bạn cũng vẫn được tặng kèm y hệt như vậy. Trên đây là những cái sản phẩm iPhone mà mình đang cập nhật giá cho các bạn. Có những điểm mà các bạn cần chú ý như sau. Đối với cả iPhone 5S trở xuống thì các bạn sẽ được bảo hành 6 tháng. Từ iPhone 6 trở lên thì kể cả hàng cũ hay là hàng mới, các bạn đều được bảo hành 12 tháng. Nếu các bạn mua thêm bảo hành vàng, các bạn sẽ được tặng kèm
ốp lưng này, dán kính cường lực này, rồi là tặng kèm cáp sạc tai nghe đó. Tiếp theo là bạn tặng thêm cả cái hộp để đóng gói để tặng người thân nữa. Các bạn cũng sẽ được tặng thêm cả gói bảo hành rơi vỡ nếu các bạn mua bảo hành vàng. Ngoài ra nữa thì nếu mà máy của các bạn bảo hành quá 3 lần thì các bạn sẽ được đổi lại một cái máy y hệt như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái cộng đồng trợ giúp các bạn, cộng đồng hỏi điệp luôn ở trên mạng rất lớn để có thể hỗ trợ giúp các bạn, để giúp các bạn yên tâm hơn khi mua máy tại Mobile City. Có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn hoàn toàn có thể thắc mắc được. Đó, và cả cộng đồng sẽ bảo vệ các bạn. Các bạn cảm thấy sao về giá iPhone đang được bán tại Mobile City? Và mình khuyên thêm, đó là nên mua các sạc iPhone 7 chính hãng bóc hộp, giá có 290.000 cả các cả sạc, nếu phát hiện phất đến gấp 10 lần. Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.